bạn nào ở đây đang gặp cái tình trạng là quần chip bị vàng đấy không mọi người, hoặc thậm chí là bị khủng đấy nữa cơ. Nếu mà có thì hãy xem hết video này của tôi để cải thiện nha. Lý do đầu tiên đó chính là ngưng quần chip qua đêm mà không giặt liền. Lý do thứ hai đó chính là giặt đồ chip chung với lại quần áo thông thường bằng nước giặt thông thường. Điều này là cực kỳ không nên nha mọi người. Phải nên dùng loại nước giặt đồ lót chuyên biệt nè. Loại mà mình hay sử dụng đó chính là nước giặt đồ lót Biochip. Em này được xuất xứ tại Việt Nam, được sử dụng công nghệ enzyme sinh học cho nên có khả năng hoạt động sâu vào các sợi vải, giúp lấy đi vết bẩn một cách dễ dàng, đặc biệt là không có chất tẩy rửa độc hại. Ngoài cái việc làm sạch thôi á, thì nước giặt đồ lót còn giúp loại bỏ vi khuẩn, từ đó sẽ hạn chế được các nguy cơ gây viêm nhiễm và các bệnh lý về phụ khoa. Mọi người tham khảo thử hai mùi bestseller là hương hoa anh đào với hoa nhài này nha.